Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Quý bà con thân mến, hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2021 thì kênh Nhà Nông Miền Tây tiếp tục cập nhật giá mít Thái cho tất cả quý bà con để quý bà con theo dõi và tham khảo. Thì thưa quý bà con, hôm nay thì giá mít có tăng một chút xíu, thì dù sao có tín hiệu tăng trở lại là cũng đã rất là đáng mừng rồi. Cho nên nó là quý bà con mình cố gắng ha, theo dõi mức giá để mình bán mít được đúng giá nè. Mít hôm nay thì vẫn được phân loại là loại 1, loại 2 và loại 3, hay còn gọi là mít bi. Loại 1 là từ 9kg trở lên, loại 2 là từ 7 đến 9kg, loại 3 mít bi đó là từ 5 đến 7kg, dưới 5kg là mít chợ ha bà con ha. Cụ thể giá mít hôm nay như sau: là ở Tiền Giang 15.000, 9.000 và 6.000, tương đương với mít loại 1, loại 2 và mít bi. Ở Đồng Tháp, An Giang giá mít là 14.000, 7.000 và 4.000. Ở Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long giá mít là 13.000, 7.000 và 3.000. Còn ở Long An thì là 14.000, 8.000 và 5.000. Đó, thì giá mít đã có phần tăng trở lại rồi, dù sao cũng là một tín hiệu rất là đáng mừng. Hy vọng là quý bà con sẽ bán mít được giá nhất, được giá cao nhất, tốt nhất ha quý bà con ha. Rồi, kênh Nhà Nông Miền Tây cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của quý bà con. Hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để có thể theo dõi nhiều video của kênh Nhà Nông Miền Tây hơn, cũng như là tạo động lực để cho kênh Nhà Nông Miền Tây có thể làm được nhiều clip thú vị và có ích cho bà con. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.